Việt Nam Booking. À, các bạn nghe bài nhạc lúc nãy có thấy quen không nè? Đó là bài hát Ánh Trăng Ấy Hội Lòng Tôi, một bài nhạc Hoa mà gắn liền với tuổi thơ của Thư, và Thư rất là thích bài nhạc này. À, sau khi nghe giai điệu của bài nhạc này thì Thư thật sự cảm thấy rất là muốn được đến Bắc Kinh nè, uống một ly trà chiều Hồng Kông và tận hưởng cái không khí xa hoa và tráng lệ của Thượng Hải. À, tuy nhiên là do điều kiện thì không cho phép, cho nên là trong video lần này, để mở đầu cho một chuỗi hành trình cực kỳ thú vị mang tên Cả Thế Giới Bỗng Chốc Thu Bé Chỉ Bằng Một Sài Gòn, thì Thư sẽ dẫn các bạn khám phá đất nước Trung Hoa mà không cần có visa. Bây giờ thì cùng đi với Thư nha. Có người từng nói với Thư, không nhất thiết phải đi xa mới gọi là đi du lịch. Đôi khi có những điều tuyệt vời lại đang ẩn hiện rất gần chúng ta. Giữa một Sài Gòn quen thuộc, ta thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một Hồng Kông, hệt như trên phim ảnh. Ngay từ những bước chân đầu tiên đặt chân đến Hào Sĩ Phường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như là Nguyễn Phúc Lâm Môn được dán ở trước cửa nhà, hoặc là bàn thờ thổ địa, bàn thờ thiên, rất đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. Nếu như ngõ ngách tạo nên Hà Nội thì Sài Gòn lại được tạo nên từ những con hẻm rất là riêng biệt. Và hiện tại thì Thư đang có mặt ở con hẻm Hào Sĩ Phường, có địa chỉ là số 206 đường Trần Hưng Đạo B, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cả một con hẻm dài hơn 100m này gồm 50 căn hộ, là nơi tập trung sinh sống chủ yếu của đa số cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn. Thư cũng có tìm hiểu thêm về tên của con hẻm này và được biết tên của con hẻm này được giải nghĩa theo rất là nhiều cách khác nhau. Có người giải thích rằng Hào là hào hiệp, sĩ là văn sĩ và phường là phường buôn bán. Nói nôm na với cách hiểu này thì các bạn có thể hiểu giống như là đây là con hẻm của những người buôn bán, vừa hào hiệp lại vừa mang tinh thần thơ ca. Tuy nhiên thì cũng có một số người giải thích khác rằng ngày xưa ở đây thì dân cư tập trung sinh sống chủ yếu là người làm thuê cho một ông chủ tên là Hào Sĩ, và phường có nghĩa là một hội nhóm, một cộng đồng những người làm thuê, và từ đó thì cái tên Hào Sĩ Phường đã được ra đời. Thì giống như là Thư đang được quay về ký ức tuổi thơ, cái thời mà Thư còn nghiện phim TVB và xem phim mỗi ngày không chán. Nếu như mà bạn cũng đam mê TVB giống như Thư và mong muốn được đến Hồng Kông thật sự thì hãy đến con hẻm Hào Sĩ Phường này để trải nghiệm cảm giác này nha. Còn bây giờ thì Thư sẽ dẫn các bạn đến một cái khu phố người Hoa đặc biệt hơn nữa. Đi thôi. Có một câu nói từ xưa đến nay mà Thư rất hay nghe các bà và các mẹ nhắc đến vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu: lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Vào ngày này, hầu hết mọi người đã quen với hình ảnh các ngôi chùa Ông Bổn, chùa Bà, các hội quán ở khu vực quận 5 luôn chật kín người và nghi ngút khói hương. Đối với người Hoa, đi chùa dịp rằm tháng giêng sẽ mang đến cho họ những điều tốt lành và cũng có thể cầu bình an cho người thân trong gia đình. Cầu cho công việc làm ăn thuận lợi, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà no đủ. Nhắc đến Tết Nguyên Tiêu thì không thể nào không nhắc đến các lễ hội được diễn ra tại chùa. Ngoài việc mang theo những ý niệm, mong muốn chưa đạt được của mình đến các ngôi chùa
ngôi miếu địa phương và thực hiện nghi thức cầu nguyện. Cộng đồng người Hoa còn tham gia lễ hội đèn lồng, thả đèn hoa đăng với những hy vọng những điều gửi gắm một ngày không xa sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra, vào ngày rằm tháng giêng còn là ngày đại thiện, vì trong ngày này mọi người đều giữ tâm bình, ý lành, hướng đến chân thiện mỹ và những điều tốt đẹp nhất. Sau ngày Tết Nguyên Đán, người dân Sài Gòn, đặc biệt là người Hoa sống ở khu vực chợ lớn, sẽ rất háo hức đón mừng ngày Tết Nguyên Tiêu, hay còn có tên gọi khác là Tết Nguyên Tịch, Nguyên Dạ. Theo lý giải, Tết là thứ nhất, còn Tiêu là đêm. Người xưa thường nói, Tết Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên trong năm mới, mang hương khí tinh nguyên của tiết trời ấm lành, tràn đầy sức sống của mùa xuân. Trong ngày này, các cung đường như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử đến Lương Nhữ Học rộn ràng và tràn ngập màu sắc của những đoàn diễu hành đi kèm với múa lân sư rồng, hóa thân thành các vị tiên nhân vô cùng sống động. Rất là may cho Thư khi mà hôm nay tụi mình cùng nhau khám phá khu phố người Hoa, cũng đúng là dịp Tết Nguyên Tiêu, một trong những cái Tết quan trọng đối với người Hoa, không kém gì Tết Nguyên Đán. Và cảm xúc bây giờ của Thư lúc này thì rất là khó tả, bởi vì Thư đã được hòa với dòng người diễu hành cực kỳ náo nhiệt, được bắt lại những khoảnh khắc mà một năm chỉ có một lần. Và bây giờ thì tụi mình hãy cùng xem cái buổi diễu hành của ngày hôm nay như thế nào nha. Nhộn nhịp này thì Thư đã bắt cóc được một chị với lại một cô đã ở đây rất là lâu và đã xem cái buổi diễu hành này rất là nhiều lần, thì mình cùng hỏi cô và chị cái cảm giác của mọi người như thế nào nha. Dạ chào cô, con chào chị ạ. Con không biết là mình tên là gì cô hả? Cô Hòa Thạnh. Dạ cho em hỏi tên của chị ạ. Chị tên là chị Lan. Dạ chị Lan với lại cô ơi, cho con hỏi là nhà mình ở đây thì mình xem cái buổi biểu diễn này là mỗi năm luôn hay sao ạ? Mỗi năm đúng rồi. Dạ mình xem mỗi năm luôn. Vui lắm. Mình cũng xem mỗi năm luôn. Đúng rồi chị, mỗi năm. Không biết thì cảm giác của cô và chị như thế nào? Năm ngoái hay hơn năm nay, vui hơn hay là như thế nào ạ? Năm nào cũng vui á. Dạ còn chị năm nào cũng vui hết á. Đông lắm, nhộn nhịp lắm, vui. Cho con hỏi là ngày Tết Nguyên Tiêu thì cô với chị lại cảm thấy thích cái điều gì nhất ở trong cái ngày Tết Nguyên Tiêu này ạ? Cô Lân nè, cô Bể nè, cô Tiên. Rồi ông bác học họ đó. Vui lắm. Con chị sao? Có đây đó. Muốn như vậy thì là chúc cho những cô chị anh bác cô chú ở đây làm ăn điều tốt cả. Bác lộc á. Năm nào cũng vậy á. Thì nhân dịp Tết Nguyên Tiêu này thì con cũng chúc cho cô với chị là cả năm được bình an, sung túc và mình lúc nào cũng có đạt được nhiều thành công ạ. Dạ con cảm ơn cô, cảm ơn chị. Sau một ngày trải nghiệm tại khu phố người Hoa, lê lết từ quận 6 nè, quận 11 sang quận 5, cảm nhận của Thư ngay lúc này thì càng cảm thấy yêu Sài Gòn nhiều hơn nữa. Sài Gòn quả là một nơi cất giấu biết bao điều thú vị. Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Quả không hoa khi nói ở giữa lòng Sài Gòn có một chung hoa thu nhỏ. Cảm xúc của Thư bây giờ sau một ngày trải nghiệm Hào Sĩ Phường, được khám phá khu phố người Hoa và đặc biệt là cùng hòa vào dòng người diễu hành cực kỳ nhộn nhịp thì rất là vui và có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu thích thì đừng quên like, share và subscribe cho channel của Vietnam Booking nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại video lần sau.